Thưa quý vị, công tác phòng chống cháy rừng, đặc biệt là vào mùa nắng nóng của cán bộ ban quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An hết sức vất vả. Trước đây công tác này phụ thuộc hoàn toàn vào sức người, nhưng từ tháng 4 năm nay, khi mắc rừng được đưa vào hoạt động tại khu vực rừng phòng hộ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, thì công tác phòng chống cháy rừng đã có hiệu quả tốt hơn. Những năm trước đây, công tác phòng chống cháy rừng tại tỉnh Nghệ An chủ yếu phụ thuộc vào con người và những chòi canh như thế này. Dưới nền nhiệt có khi lên đến hơn 43 độ, lực lượng trực chòi cũng phải có mặt 24/24 để theo dõi tình hình để kịp thời phát hiện lửa rừng. Phải trực canh lửa chòi. Những cái chòi thì địa điểm thì phải đặt ở chỗ độ cao để mình cứ dễ bị quan sát. Cho nên là công tác trực gác được rồi lửa rừng cực kỳ vất vả. Từ tháng 4 năm 2020, những con mắt rừng, tức hệ thống camera giám sát lửa phòng chống cháy rừng, được ngành kiểm lâm Nghệ An đưa vào sử dụng. Với cơ chế hoạt động quay 360 độ, tầm quan sát của mắt rừng lên đến 10 km, nên kiểm lâm viên có thể phát hiện điểm phát lửa rõ nét, từ đó giúp giảm áp lực cho lực lượng trực gác. Ngày trước ấy, thì phải lên trực tận lên choi. Những cái ngày nắng nóng như này thì nó rất vất vả. Hiện nay có cái hệ thống camera thì cơ bản là camera đã là bao quát được cơ bản cái khu vực rừng, rồi là để mình phát hiện được sớm cái đám cháy, rồi khi mà có cái đám cháy xảy ra thì mình cũng biết được là nó cái mức độ nó lây lan như thế nào, rồi nguy hiểm là sao thì cái quá trình huy động lực lượng nó cũng dễ hơn. Nhờ có mắt rừng mà từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã phát hiện có 5 điểm phát lửa. Qua đó đã xử lý kịp thời nên không gây thiệt hại nhiều cho rừng. Đó có được quản lý vào nhiều tầng, quản lý, kiểm tra, phát hiện lửa rừng. Anh em đổi bàn có thể là quan sát lửa rừng của nhau được. Với không những là của đơn vị mình, mà anh em cán bộ của trong toàn thể ban thì cũng được cài một cái ứng dụng để kiểm tra. Có thể là anh này trực mà không phát hiện được thì người khác phát hiện được. Để bảo vệ lá phổi xanh, phòng chống đốt phá rừng thì việc tiếp cận công nghệ mới sẽ hữu ích rất lớn trong công tác phòng chống cháy rừng. Công nghệ sẽ dần thay thế cho việc sử dụng chòi canh hết sức khó nhọc nhưng hiệu quả thấp, không an toàn. Hệ thống mắt rừng này được tỉnh Nghệ An cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá cao và khuyến khích nhân rộng để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống cháy rừng.